Ngày hôm nay, ngày 13 tháng 6, hơn 13.000 thí sinh thành phố Đà Nẵng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Tại các điểm thi, giám thị hướng dẫn thí sinh tập trung, ổn định tại phòng và lần lượt gọi thí sinh theo phòng làm thủ tục dự thi về khu vực lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội, việc lấy mẫu và xét nghiệm theo hình thức xét mẫu gộp 10. Học sinh phải rời khỏi địa điểm xét nghiệm ngay sau khi đã được lấy mẫu để đảm bảo giãn cách. Hôm nay em tới xét nghiệm thì em thấy trường làm rất là tốt, nên là vô thi có vẻ là giảm bớt áp lực hơn. Khác những năm khác nhưng mà năm nay làm vậy cũng khá là ấn tượng. Em thấy là tại tâm lý rất là an tâm vì mình cảm thấy rất là an toàn. Em đã chuẩn bị tâm lý rất là chắc và kiến thức cũng phải là ổn định để khi vô phòng thi mình sẵn sàng chiến đấu. Theo ghi nhận, tại các điểm thi, công tác chuẩn bị thực hiện khá chu đáo, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống COVID-19, có các phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong những ngày diễn ra kỳ thi. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị do cái việc mà chống dịch là rất là tốt, đầy đủ cơ sở vật chất về bình sát khuẩn cũng như chuẩn bị xét nghiệm cho học sinh. Thì sáng nay là chúng tôi tổ chức xét nghiệm toàn bộ cho học sinh đến dự thi. Thì những em mà chưa xét nghiệm được thì chúng tôi sẽ điện thoại và xét nghiệm vét trong chiều hôm nay. Mà những em mà không xét nghiệm được luôn á thì chúng tôi sẽ cho thi phòng thi dự phòng. Trường hợp thí sinh vì lý do đột xuất không thể tham gia lấy mẫu xét nghiệm vào sáng nay thì được bố trí lấy mẫu xét nghiệm vét lúc 15 giờ chiều. Thí sinh không tham gia lấy mẫu xét nghiệm phải được bố trí thi riêng tại phòng thi dự phòng của điểm thi. Ngày mai, ngày 14 tháng 6, thí sinh sẽ có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi.